MC vị tranh mới sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Rồi, 1, 2, 3.
Em được kéo tấm ở đây này. Chào chào. Chú nói với các bạn là một tài tử gọi là Em bình chọn cho ai? Em bình chọn cho Right. Right. Không có gì nữa hả? Không có đằng sau nữa hả? Đây thì tức là có ba người em nghĩ là quán quân tối nay. Đấy chính là Ryder, Nguyễn Quang Anh và anh bé. Mà có bình chọn chưa? Em bình chọn rồi. Ryder số 04 và số 07 nha. 04 là số tụi tui. À đâu, 06 và 07. Ai số bình chọn anh không? Cái gì? Nhớ số. Số của anh á? Quá dễ nhớ luôn đấy. Cá nhân mình thì chắc chắn anh nghe demo vì cái số gọi là số 03 thì là không phải của anh nghe đâu. Ông ấy quảng cáo em trên Facebook ai cũng biết luôn đấy. Đây là anh quảng cáo hiệu quả cho lắm. Không phải không, anh mình chọn cho anh demo mà số 02 thì ông spam comment nhiều thế nó mắc spam luôn đấy. Anh không bay vào group của anh rồi group ba anh đâu thằng mà. Vậy mà không ăn thua luôn á. Sao anh biết không ăn thua? Sao không ăn thua? Anh bạn nào? Bạn em còn bảo là không biết ông. Bạn em không xem Rap Việt mà bảo không biết ông này là ai. Thế ông comment lên ông mình chọn. Cái này chắc cũng có ăn thua rồi đó. Vậy là không có uổng công mà mình đi quảng cáo. Ngoài mình tự bình chọn cho chính mình ra, mình có bình chọn cho người khác không? Thật ra mình cũng muốn bình chọn lắm nhưng mà mình không biết bình chọn sao hết. Thiệt. Mình chọn sao? Vô đăng ký đúng không? Mình đăng ký phải có số điện thoại. Mà mình không có số điện thoại. Mình còn không ủng hộ mình nữa, nếu như người ta ít nhất là Ryder là cùng team với mình nè, sao mình không ủng hộ? Ryder xuống mấy? Không nhớ đâu. Thật ra ngoài số Pháp Kiều là mình không nhớ số nào. Thật ra nhá, cá nhân mình nhá, nếu mình vượt được bình chọn một số thì mình sẽ bình chọn số phận của đời mình. Ông của Ryder cười, mày ăn thêm muối vào nhá. Chị ơi chị lồng cái tiếng y khách cười. Không sao đâu, biết không? Tiếng giấy ghê quá. Thấy con quả nó bay ngang qua. Rồi là em nhớ này, Ryder là 09. Đúng chưa? Pháp Kiều 01, SMO 02. 03 là ai? Hả? 03 là ai? 03 á? 03 là Khang đúng không? Nope. Sao 03 là ai nhỉ? Số 10 là của ai? À, số 10 là của Messi. 2 số 8 không? Số 2 không biết. Số 7 là của ai? Hả? Số 7 của ai? Số 7 là của Ronaldo. Số 7 của mình không nhiều. Đúng không nhỉ? Đúng rồi ạ. Số 7 là của mình ai? Số 6 là Manolik. 06 24 Karai. Thế mày đặt thuộc nhưng mà thật ra không có thuộc một ai hết. Em 08. Đâu? Đây á. Em 08 à? 08 thì là thằng 7 là anh Hiếu này. À 05 Lil Grace. Hết chưa? 04 là ai? 04 là Double Tutti đấy. À. Đấy đây này, đó. Quay đi quay đi. Chuyển chủ đề đi kìa, người đẹp tới kìa. Rap Việt All Star Concert 2023, cơn dị chấn về rap và hip hop độc nhất năm 2023. Cuộc đổ bộ của hơn 200 nghệ sĩ, hơn 40 tiết mục được dàn dựng hoành tráng của dàn huấn luyện viên, giám khảo, top 9,
và các ngôi sao hot nhất rap Việt, phối hợp cùng những nghệ sĩ được yêu thích: Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Mira Trần, Vũ Thảo My, Tích Kỳ, Lee Win, tham gia Dance Challenge tại sân khấu concert và nhận những phần quà hấp dẫn. Chỉ một đêm duy nhất ngày 7/10/2023, mua vé ngay hôm nay. Sở hữu vé VIP có cơ hội trở thành khách mời khu vực President. Sở hữu vé VIP có cơ hội dùng tiệc tối cùng quán quân và á quân Rocky Cuba. Sở hữu vé Fan Zone, sở hữu tầm nhìn sân khấu 360 độ. Mua vé ngay trên vietshop.vn. Xem ngay mỗi tối những chương trình được yêu thích nhất. 20 giờ thứ hai Bà Tư Hoa Vương, 21 giờ thứ sáu ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam mùa 2, 20 giờ thứ bảy Rap Việt mùa 3.